Làm 60 cm thì mình thấy nó không có đàn hồi luôn, nên mình nghĩ nó không bay được đâu. Cỡ 1 mét mấy, 2 mét rồi mình nghĩ là có khả năng là bay được á. Giờ mình sẽ thả thử nha các bạn. Hai, xin chào bạn nha. Thì ở đây mình vừa mới làm xong một cái khung diều sáo nè các bạn. Thì cái khung này mình làm từ cái cây móc phôi đồ các bạn. Như các bạn nghe tiếng nè. Đó, mình làm từ cái cây móc phôi đồ các bạn. Bây giờ mình sẽ lên áo đi em thả thử xem là có bay được không nha các bạn nha. Thì mình nghĩ là nó sẽ không bay được đâu, do nó cũng khá là nặng á. Để giờ lên áo thả thử nha các bạn. Hello các bạn nha, thì nhiều mình làm xong rồi nè các bạn. Đây nè, mình làm từ cái cây móc á các bạn, thì mình thấy là nó hơi nặng các bạn à, mình nghĩ là nó sẽ không bay được đâu các bạn. Nhưng mà mình vẫn muốn làm thử xem là nó có bay được không nha. Thì làm gì cũng phải thử mới biết được các bạn. Thì bây giờ các bạn mình sẽ kéo dây ra để thả thử coi thử là con này nó bay được không nha các bạn. Mình nhìn thì thấy nó cũng hơi bị nặng các bạn à. Mình nghĩ là nó sẽ không bay được đâu. Mặc dù em nó lên form rất là đẹp. Để bây giờ kéo dây ra thả mới biết được. Mà mình nghĩ là nó nặng như vậy á, cây nó không có đàn hồi với các bạn thì nó sẽ không bay đâu. Nó đàn hồi có nhưng mà yếu lắm các bạn à. Giờ kéo dây ra nha. Đây bây giờ mình kéo dây ra mình cột vô đằng kia à. Cột vô cái cây đằng kia để mình tới mình thả nha các bạn. Dây mình cột qua đây nè các bạn. Thì nói chung là một đoạn cỡ này là được rồi. Bay được hay không là một nhiêu đây là biết được rồi các bạn. Giờ mình tới đó để mình dục diều mình lên nha. Nè, mình vừa mới chỉnh cái lèo lại rồi nè các bạn. Thì cái con này các bạn nhìn nè. Mình đã lựa một cái cây móc rất là nhỏ các bạn. Các bạn coi cái cây móc của mình nè. Nó cực nhỏ luôn. Đây nè. Đó. Còn cái cây ở giữa thì mình lấy một cái cây bự hơn một xíu các bạn. À, tối thì mình có làm á. Mình lấy cái cây ở giữa các bạn. Nó bự hơn rất là nhiều. Sau đó mình thấy nặng quá. Mình phải gỡ ra để mình làm lại các bạn à. Khá là mệt luôn. Đó. Mình lấy một cái cây. Các bạn nhìn vậy chứ mà nó bự hơn một xíu nha. Nó bự hơn cây này một xíu. Rồi bây giờ mình sẽ đem mình thả thử nha các bạn. Thì mình vừa lót nó bằng áo mưa nha các bạn. Thì con này nó tầm khoảng 60 cm thôi. Không có bự đâu. Mình thấy cái cây này á các bạn, cái cây móc này á, mình làm khoảng 1 mét mấy 2 mét rồi, mình thấy nó cũng bự lắm á. Nó cũng đàn hồi lắm các bạn, nhưng mà mình làm 60 cm thì mình thấy nó không có đàn hồi luôn, nên mình nghĩ nó không bay được đâu. Cỡ 1 mét mấy 2 mét rồi mình nghĩ là có khả năng là bay được á. Giờ mình sẽ thả thử nha các bạn. Ui. Bay lên được một khúc nhỏ là nhỏ cái quay tròn. Kiểu này là không bay được à. Không biết là thêm đuôi thì có bay được hay không các bạn, nhưng mà như vậy hiện tại là không bay được rồi. Rồi quay tròn các bạn ha. Vừa bị quay à. Nó không có đàn hồi các bạn. Nó cong quá, cây nó cứng quá. Với lại nó cũng bị nặng á các bạn. Bị nặng rồi. Cầm mà thấy nặng rõ mà. Nói chung là nếu mà làm con 2 mét thì mình nghĩ là có khả năng bay được á. Mình cũng không biết nữa. Nhưng mà mình nghĩ là vậy thôi. Còn con này thì mình thấy là nó cứng quá. Tại vì độ ngắn của nó càng ngắn thì nó càng cứng mà các bạn. Thả lên lần nữa nha. Lần nữa không biết lên được khúc nào đây. Ui, lên được tới đó là quay các bạn. Kiểu như nó bay lên được một khúc á các bạn, sau đó là nó sẽ quay thôi. Nhưng mà nhìn nó bay đã thì chứ con này mà bay được là ngon lắm luôn á. Là nặng lắm á. Ừ. Tốn thời gian các bạn à. Con diều vô bổ. Quay như trong trống vậy chứ bay gì các bạn. Mình vừa thu dây lại rồi các bạn, thả nó giờ mệt quá mà nó không bay được đâu các bạn à. Thì theo như mình thấy con này các bạn, nếu mà mình dùng hai cây móc á, mình chắp lại với nhau á, thì mình thấy nó có một cái độ đàn hồi nó cong ra sâu á, thì nó có thể khả năng á, là nó có thể bay được các bạn. Còn nếu mà mình làm như vậy các bạn thì nó cứng ngắc rồi các bạn à. Mình làm nhỏ quá nó cứng ngắc à, nên là nó không có bay được đâu các bạn à. Thì video hôm nay cũng chủ yếu là test thử rồi cũng như là trải nghiệm thử thôi nha các bạn, xem là nó với cây móc á, là dù nhỏ vậy á thì nó có bay được không thôi nha. Thì có lẽ là bây giờ mình sẽ kết thúc lại đây nha các bạn. Thì kết quả là nó không bay được các bạn, nên là mình sẽ kết thúc video lại đây nha. Nếu bạn thấy video mình hay đừng quên nhấn like và đăng ký kênh theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Bye bye.